Bây giờ mình chơi game gì đây? Vậy cho Diễm hỏi là fan club của Hùng tên gì ạ? À? Fan club của Hùng chưa đây khá? Music. Vậy bây giờ mình chơi cái gì mà có chữ zip zip ta? À, tôi lên zip zip đó, zip đó. Tôi lên game là hay khang minh mì không qua zip zip, lộ qua zip zip nè hả? À, zip zip. Zip thì thôi mình chơi dịch đi. À, zip cái máy nghe ảnh là mì dịch nè hả? À, dịch cái kêu sao? À, cặp, cặp, cặp. Cặp. Cặp khôn khang. Cặp, à. À. Là gì á? Cảm ơn, cảm ơn. À, cảm ơn. Vậy mình chơi là cặp khôn ca nha. Vậy mình chơi cặp, à, lâu lâu lên game cặp khôn ca. Bước viên, bước viên dịch tiếng Thái chứ tiếng Việt ta hiểu rồi ha. Rồi thì bây giờ sẽ mời tổng cộng là bao nhiêu ạ? Ờ, không nghĩ là bị phèn phèn mà lên 6 người. 6 người hả? 6 người, trò này 6 người là ok rồi. Không nên ai mang ấu hồng nữa. Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh. Tại sao em lại chọn số 6? Số 6 tại vì có em đó là 7. 7, đúng vậy rồi. Là 7 là một tuần. Một tuần là lúc nào cũng yêu quý fan. Dạ đúng rồi, với lại lúc nào cũng luôn yêu thương fan. Số dùng đào của em là số 7 nữa. Số 7 luôn. Đúng rồi. 3 chìm 7 nổi. Hy vọng là Hùng sẽ nổi y chang số 7 của mình. Dạ ok. Rồi thôi. Tối nay mình thành 6 cô mà lên game với anh nha hả? Ai giờ lên bang ha. Hiện tại là hơi đông ha. Thì em hả? Không bao giờ ha. Hồi nãy là em chéo tay nhiều nhất đó. Nghe chưa? Hồi nãy là ai kêu Lê Vũ Long đó mà. Lê Vũ Long thì qua còn ai đẹp hơn à? Ai thấy Lê Vũ Long đẹp kêu tay à? Chị đúng không? Hồi nãy chị kêu Lê Vũ Long đúng không? Em mời chị à. Mời chị. Không phải em ơi. Mày thấy đủ hả? Ai đâu? Là bốc thăm hả anh ơi? Cái là bốc thăm hả? À bốc thăm hả? Ờ anh ơi bốc thăm. Ok bốc thăm hả? À. Đâu 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 đâu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm. À tối nay là tập thả lạc canh nè hả? Thì bây giờ mọi người quay ra sau sẽ có số ghế của mọi người. Ủa còn đồ lấy khi